Dạ còn nhỏ không dạy, nó mốt lớn sao gió lớn giống em sao dạy được. Dạ em là hết dạy được rồi đó. Dạ em là xong rồi đó, là hết dạy được rồi đó. À. Giờ em là chỉ tự làm tự theo ý thôi chứ giờ không biết sao này hết dạy được rồi đó. Nhưng giờ nào chị? Đó giờ nó còn nhỏ vậy mà không dạy, nó mốt lớn sao chị dạy được, giống như em là hết dạy rồi. Em sẽ có người dạy em. Ai dạy nữa giờ? Người em giờ không có ghệ nữa ai dạy? Nhỏ lớn giờ không biết yêu ai luôn á. Không có, cái đó là mình chỉ là mình tôn trọng với nhau không? Mà sao tới giờ nhỏ lớn vậy em chưa biết yêu sao luôn á. Chứ bữa giờ em có nói chị chứ bữa giờ em đâu có nói bả tiếng nào đâu. Tại em nể chị là em không nói bả thôi. Thiệt mà. Nhưng mà em thích là em nói à, tánh em ngộ rồi nó có cơn. Em có cơn. Chút xíu nữa em đăng clip này lên bắt đầu bả cự em nữa giờ nè. Không phải, em có cơn thiệt. Trời ơi đẹp. Em góng bông cũng đẹp giống chị vậy nè. Thiệt không? Chụp hình lại có bông này đi. Có nhờ Hải mà cắm không được là bị đòn. Trời ơi em cắm bông này chưa ai cắm lại em đâu. Gọi nào mới cúng. Trời ơi trời. Chị Loan có em gái cháu gái cỡ em không? Xinh lắm hả? Ồ vậy là kiếm nhỏ nào xấu xấu á, có xấu không? Hả? Có xấu là may em coi. Chứ xinh quá chứ em không có cửa rồi. À, dục đi. Nãy giờ chưa nói tiếng nào đó nha. Rồi giờ bánh nó để đứng đây nè. Hai hộp bánh đó. Hai hộp bánh trung thu đó. À. Để giữ cái cây á, để lấy cái nón kìa, lấy nón kìa. Cái cây rất là lớn luôn nè. Rồi hộp bánh đó hả?
mà bán để góc bán đó được không? Được không? Để này được chưa? Chị Loan nói là nếu có chỗ thì có chỗ để đó là nha. Để chị Loan lấy luôn nha. Bánh trung thu rất là ngon hơn của chị Hồng Loan bán. Nãy giờ chưa đăng clip nào. Hỏi cho nè, cho ta đốt nha. Chị ghê đi làm gì thôi để vậy cũng được mà. Có cái gì ghê không? Có vỏ thôi chị để vậy cũng được thôi chị, kìa để cái nằm cái đứng á, chị để cái nằm cái đứng á, kê nó ngã.